thành nhiệm vụ của hệ thống bị từ chối 100 lần. Cậu ta liền nhắn những lời tỏ tình, sau đó chọn tất cả các cô gái trong danh sách bạn bè. Sau đó không do dự gửi tin nhắn vào nhóm, nhưng sau khi gửi xong cậu ta hối hận không kịp, nếu như thật sự bị người ta từ chối, nhưng hệ thống lại không tăng lên, đó không phải là một sự thiệt hại lớn sao? Nhưng hiện tại anh ta chỉ có thể ngồi chờ đợi thôi. Mạnh Phàm ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại 24/24. Một lúc sau, tin nhắn trả lời hiện lên, đại ca anh đang tham gia trò chơi mạo hiểm sao? Hôm nay là ngày cá tháng tư ư? Tin nhắn thứ 3, thứ 4, thứ 5. Mạnh Phàm nhìn những dòng tin nhắn mà đến bất lực, cậu ta hét lên, không thành công thì thành người, nếu đã mất mặt vậy rồi, thì ít nhất cũng phải mất mặt cho đáng một chút. Chỉ thấy Mạnh Phàm bấm rất nhanh trên màn hình điện thoại, soạn ra một đoạn tin nhắn, không gửi nhầm cũng không đùa gì hết, làm người yêu tôi đi, sau đó nhấn gửi đi. Mạnh Phàm liếm môi, tôi không tin là làm đến bước này rồi mà các cậu vẫn từ chối tôi. Sau đó có một tin nhắn đến, hai rồi lại ba tin nhắn từ chối, cùng hiện ra, tăng rồi, số liệu trên hệ thống không ngừng tăng lên. Sau khi xem mười mấy tin nhắn, Mạnh Phàm đếm đến thổ huyết, cậu là một người tốt, xin lỗi, dù có chết đói, tôi cũng không muốn ăn cứt đâu, cậu béo quá, tôi sợ bị đè chết, bị cảnh tượng đó làm cho ngán ngẩm. Tuy nhiên điểm số lại không ngừng tăng lên, nhưng nội tâm của Mạnh Phàm đã bị tổn thương sâu sắc. Mạnh Phàm ngóc đầu dậy, nhìn số điểm đang tăng lên, anh ta dù có chết, anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cuộc đời mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Phàm nhắn tin xin lỗi cô gái. Rất xin lỗi đã làm phiền đến cậu. Gửi, đã gửi, tất cả thế giới dường như yên tĩnh lại. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng la lớn. Mạnh Béo, chỉ thấy Trương Chu Vi đang chạy sồng sộc đến. Cậu là đứa mất nết, người yêu của bạn mà cũng dám cướp. Trương Chu Vi thắt cổ Mạnh Phàm, giơ tin nhắn lên mặt của cậu ấy hỏi, mịa kiếp giải thích cho tôi mau. Sắc mặt của Mạnh Phàm có chút khó coi, chỉ có thể bịa ra câu để chặn họng Trương Chu Vi. Ê, tôi gửi nhầm, tin nhắn gửi đi lâu quá, không thể nào thu hồi được nữa. Trương Chu Vi nửa tin nửa không, ai mà ngờ được cô người yêu lại gửi đến một đoạn tin nhắn khủng bố. Cục cưng à, Mạn Mạn, Vũ Huyên, mấy đứa bạn khác cũng được tên béo đó tỏ tình nữa. Ngược lại Mạnh Phàm trên mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Ai ai cũng biết chuyện này là thật, Trương Chu Vi muốn hỏi rõ chuyện này, tên mập kia cậu gửi tin nhắn tỏ tình cho tất cả các nữ sinh trong lớp. Cậu rốt cuộc là bị gì đó, bình thường nói chuyện với con gái đều lắp bắp, bây giờ sao vậy, điên rồi hả? Mạnh Phàm lo lắng, ui, mình giải thích với cậu ta sao đây, bởi vì không biết nói sao, không thể nói với cậu ta mình đang thực hiện nhiệm vụ hệ thống được. Đột nhiên Mạnh Phàm nảy ra ý tưởng mới, dường như hệ thống không có nói về giới tính tỏ tình, hay là tương kế tựu kế. Một giây sau Mạnh Phàm giả vờ bộ mặt đáng thương, nói chuyện có chút chat boy, tôi điên rồi, tôi thực sự điên lắm luôn á. Sau đó Mạnh Phàm đặt hai tay lên vai Trương Chu Vi, khóc sướt mướt, giọng nói của cậu ta hơi nghẹn ngào, Chu Vi, cậu có biết tại sao tôi lại điên rồi đi tỏ tình với các bạn nữ không? Sau đó cậu ta dùng cái tay còn lại vỗ vào vai phải của Trương Chu Vi, kéo Trương Chu Vi đến, sau đó nói nhẹ vào tai cậu ấy, bởi vì tôi muốn che đậy một chuyện, để cho tất cả mọi người hiểu lầm tôi thích con gái. Nhưng cuối cùng thì giấy cũng không bọc được lừa. Nói xong Mạnh Phàm đặt tay lên tim của Trương Chu Vi, nên là, Chu Vi chơi gay đi, vãi lìn. Trương Chu Vi né vội, tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu lại có ý nghĩ đen tối với tôi. Mạnh Trương Chu Vi khuôn mặt nghi ngờ lại hỏi tiếp, thật vậy ư? Sau đó Mạnh Phàm lao vào Trương Chu Vi, để giành lại thế chủ động, sau đó cười vô tri, không lẽ cậu muốn chuyện đó là giả ư? Tuy nhiên hành động sau đó của Mạnh Phàm, đến cả cái tên mặt dày như tôi cũng thấy ngại thay. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, nếu như tỏ tình với con trai cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các người anh em đừng trách tôi nha, dẫu sao thì xã hội nam nữ bình đẳng. Trương Chu Vi thấy Mạnh Phàm không ăn cơm, mà cứ ngồi cắm đầu vào nghịch điện thoại. Sau đó cậu ta nhân cơ hội, cướp lấy cái điện thoại của Mạnh Phàm, trong miệng còn lẩm bẩm, có phải cậu lại trêu đùa con gái nhà người ta nữa không vậy? Thấy sự việc bị bại lộ, Mạnh Phàm lo lắng nói, cậu không ăn cơm đi cướp điện thoại của tôi làm gì? Trương Chu Vi nhìn những dòng tin nhắn của Mạnh Phàm, khiến cho tam quan của cậu ta chết lặng. Cậu ta suýt chút nôn hết đống cơm vừa nãy ra. Trong đoạn chat viết, người anh em thực ra tôi rất thích cậu, cậu sẽ chấp nhận tôi đúng không? Người anh em, tôi không chơi gay, xin lỗi. Trương Chu Vi bị những dòng tin nhắn của Mạnh Phàm dọa cho sợ đái ra quần, sau đó gào lên ở nhà ăn, vãi lòn, đến cả lũ con trai cậu cũng không tha. Mạnh Phàm thấy chuyện đã bị lộ, liền ngăn cản, cậu nhỏ tiếng thôi đừng để tất cả mọi chuyện lộ ra. Tôi cược với người ta, phải bị từ chối 100 lần tỏ tình. Trương Chu Vi cạ lời nhưng cũng thương bạn, tên mập kia cậu cược cái gì vậy hả, mà khiến cái giá phải trả đắt thế hả, với cái tính của cậu thì không thể làm ra chuyện như vậy được. Cậu cũng không sợ chơi thua ư? Mạnh Phàm đột nhiên xến sẩm, đừng lo lắng, dẫu sao cũng không có ai đồng ý tôi đâu mà, hơn nữa bây giờ mặt tôi dày hơn rồi, mà nó cũng không phải là làm chuyện xấu gì. Trương Chu Vi đưa điện thoại cho Mạnh Phàm, mai là tiết học của mụ bà La Sát đó, cậu làm bài tập chưa? Mạnh Phàm điên cuồng trả lời, cậu yên tâm, trong lòng tôi tự có tính toán. Lúc này trên hệ thống thông báo, thấy Mạnh Phàm không ngó ngàng đến thể diện, nỗ lực hết mình, đã hoàn thành lời tỏ tình của hệ thống, bị từ chối 100 lần, hệ thống thưởng cho một cái danh hiệu người tốt, nhận tiền thưởng gấp 16 lần. Trong lòng cậu ta vui sướng vô cùng, he he, không bài tập trước đây lười làm sao,
đêm nay mình sẽ làm hết. Rất nhanh cậu ta đến phòng vẽ, vứt hết giấy lên trên không trung, trong miệng cứ lẩm bẩm mấy câu thần chú. Cái gì mà Hạ Thương Chu Xuân Thu chiến lược, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Đường Tống Nguyên Minh Thanh, linh cảm cứ vậy mà bộc phát ra, trên hệ thống tăng 16 lần bắp. Cậu ta tức giận vì chưa đạt được đến. Đối với Mạnh Phàm, người có kỹ năng nghệ thuật, hoàn thành được 500 bức tranh chỉ cần dùng đến có 5 tiếng. Ngày hôm nay, Mạnh Phàm cũng với dáng vẻ mệt mỏi đi học, nghĩ đến việc chốc nữa có thể thoát khỏi sự xấu hổ của mình. Cậu ta ngẩng cao đầu, chỉ là lúc này Trương Chu Vi nhảy lên từ phía sau của Mạnh Phàm. Tôi còn tưởng tối qua cậu bị bài tập đè chết rồi chứ. Mạnh Phàm khuôn mặt đầy tự tin, he he, thế thì hôm nay để cho cậu mở mang tầm mắt vậy. Cô giáo Tần Giao thấy hai người họ đang nói chuyện díu ra díu dít, tức giận, vào lúc hai bọn họ đang về chỗ ngồi, Tần Giao kêu Mạnh Phàm đi lên mục giảng. Mạnh Phàm nghĩ thầm chắc chắn là cô sẽ hỏi bài tập của mình cho xem. Cậu ta khuôn mặt đắc ý, trong lòng nghĩ hãy xem ta đây. Mạnh Phàm đi lên mục giảng, đang định lấy bài tập ra, ai ngờ Tần Giao lại đưa cho cậu ấy một chiếc điện thoại, kêu cậu ta đọc đoạn tin nhắn cho mọi người nghe. Sau khi Mạnh Phàm nhìn đoạn tin nhắn liền toát mồ hôi hột. Tin nhắn tỏ tình tối qua sao lại gửi cho cả Tần Giao rồi? Sao mình mở miệng được đây? Tần Giao nhìn Mạnh Phàm với ánh mắt hình viên đạn, cậu có gan gửi, sao không có gan đọc to lên vậy? Thực ra bài tập của cậu không làm xong, lại dùng cách tỏ tình này để thu hút sự chú ý của giáo viên. Cô giáo vừa nói xong mọi người đều ngạc nhiên, bất kể là nam hay nữ cũng đều bàn tán xôn xao về chuyện Mạnh Phàm gửi tin nhắn tỏ tình. Đọc xong đoạn tin nhắn này mất mặt chết đi được. Mạnh Phàm đang tính giải thích, cô giáo tỏ vẻ miễn cưỡng để nghe, vứt ngay những cái trò trẻ con của cậu đi nhá, quay đầu liền nói Mạnh Phàm học lại. Bụp một cái, một đống bài tập Mạnh Phàm đặt lên bàn giáo viên. Cô à, bài tập em đã làm xong cả rồi. Lúc này đến cô giáo phải ngạc nhiên rồi, cô ta tò mò mở ra xem, ai ngờ được là Mạnh Phàm đã làm nó một cách hoàn hảo, hơn nữa đường bút nét vẽ cũng rất đẹp. Cô giáo vô cùng nghi ngờ, cậu nhóc này tìm người làm hộ chăng? Bởi vì dù có đánh chết cô ấy cũng không tin là vỏn vẹn 3 ngày có thể vẽ xong 500 bức tranh. Nếu đã như vậy thì cậu nói cho mọi người nghe về linh cảm thiết kế của cậu đi. Không ngờ rằng Mạnh Phàm trả lời trôi chảy, một màn giải thích khiến cho mọi người ai ai cũng phục. Nghi ngờ của Tần Giao đã bị tiêu tan, cô ấy nghĩ thầm trong lòng, thời kỳ động dục ở nam giới đều vô lý không theo quy tắc vậy sao? Lúc này một chàng vỗ tay cắt ngang suy nghĩ của cô giáo. Linh cảm hay lắm, Mạnh Phàm em về chỗ trước đi. Mạnh Phàm lại xin, cô giáo cho em thêm một cơ hội, em muốn giải thích chuyện tỏ tình ngày hôm qua. Tần Giao nghe vậy chán đổ đầy mồ hôi, lẽ nào cậu nhóc này muốn ngỏ lời với mình chăng? Một giây sau Mạnh Phàm nói xin lỗi, các bạn tôi xin lỗi, tôi là vì cược với người ta bị thua, chuyện này mới được coi là kết thúc. Chính vào lúc này, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt được một nhiệm vụ mới. Cậu bé may mắn, yêu cầu phải mất 1 triệu nhân dân tệ, nếu như thành công thì sẽ được cộng 1. Nhiệm vụ được chia ra làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều sẽ có những phần thưởng tương ứng. Đối mặt với cái nhiệm vụ này đúng là gài thật đó. Sau khi quay về ký túc xá, Mạnh Phàm ngồi trước hệ thống phát sầu. Nếu như nhiệm vụ này không hoàn thành được, liệu có ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp theo không? Nếu như không được vậy thì hệ thống không phải hỏng luôn ư? Nhưng từ cái nhiệm vụ lần trước, giá trị may mắn này thật đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng Mạnh Phàm không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ được, chắc chắn sẽ bị mẹ giết chết mất. Cậu ta tự an ủi bản thân, đợi 10 ngày nửa tháng nếu như không kích hoạt thêm nhiệm vụ mới thì sẽ tính việc lâu dài. Vào lúc này Trương Chu Vi cầm điện thoại lao thẳng vào trong ký túc xá. Mạnh mập này, cậu hot nhất trường rồi đó. Mạnh Phàm cầm lấy điện thoại, nhìn dòng kép, viết cái quần què gì đó. Mạnh Phàm ngạc nhiên thở dài, may mà bức ảnh bên trong đó không có chụp được chính diện mình. Sau đó rất điềm tĩnh nói với Trương Chu Vi, những dòng kép đó có câu nào là nhắc đến tôi vậy? Nói xong cậu ta liền vứt điện thoại trả lại cho Trương Chu Vi. Trương Chu Vi khịa lại, không phải nói cậu thì nói ai? Cái vóc dáng này của cậu, thì trong trường mình không tìm được người thứ hai. Nghe vậy Mạnh Phàm ngớ người ra luôn, đến cả Trương Chu Vi cũng nhìn ra được, thì những bạn học khác trong lớp cũng sẽ nhận ra được. Đúng là không giấu được thật, thấy vẻ mặt Mạnh Phàm có vẻ nghiêm trọng, Trương Chu Vi nhanh chóng mở phần bình luận ra xem. Một giây sau cậu ta trợn mắt lên, em mờ thầm nguyền rủa anh hùng bàn phím này, nhưng sợ Mạnh Phàm thấy được lại tự ti, cậu ấy cũng đổi chủ đề. Sau đó 5 rưỡi sáng, Mạnh Phàm cứ nhìn điện thoại suốt không ngủ được. Đúng vậy, cậu ấy bị bạo lực mạng cả đêm, những dòng bình luận cay nghiệt khiến cho nội tâm của Mạnh Phàm tổn thương sâu sắc, nhưng cậu ấy không có ngồi tranh cãi với bọn họ, nhưng dù có sao thì cũng không ngủ nổi. Cậu ấy nghĩ về tất cả những gì trải qua sau khi hồi sinh. Nếu như béo là một cái tội, vậy thì tôi sẽ thay đổi bản thân, vậy giảm cân thì bắt đầu từ sự kỷ luật tự giác. Mạnh Phàm liền đánh răng rửa mặt với tốc độ 16 lần. Cậu ấy mặc lên bộ đồ thể dục, sau đó vứt hết đồ ăn vặt.